Em đi từ bao giờ đấy? Từ 1 giờ hôm qua hả? Chạy xuyên đêm luôn à? Trời ơi, tội quá, thôi em đi về nhà đi. Vào vào nhà anh em xem cho anh em giúp cho. Ừ. Đi vô nhà đi. Trời ơi, quê Đồng Tháp rồi cha con ơi. Ôi giời, hát cái môi trường. Tội quá, Đồng Tháp lên kết nghiệp chị Nguyễn Hải. Trời ơi, thương không? Rồi em ngồi đi. Em ngồi. Ba cha con. À, mấy cha con ngồi đấy. Đây ngồi bên đấy. Ngồi kia cho nó mát. Em đi một. Ngồi đây xem lại anh em sao hỏi chuyện xem nào anh em giúp cho. Trời ơi, vậy là đi tìm vợ luôn hả? Rồi bỏ lắm đấy con, bỏ lắm cho mát đi con. Bỏ lắm đấy. Ồ, là ba cha con hả? Em ơi, cho anh hỏi em tên gì? Em tên là Tinh Niên Cổ hả? Tinh Niên Cổ hả? Em ở quê gốc Đồng Tháp luôn hả? Dạ, có mấy ông bà nó sớm nói kiếm không được thì ra đây nhà mấy em. Ờ. Đó là em đi kiếm không được, em về đây nhà anh đúng không? Dạ. Em ăn uống gì chưa? Chưa. Chưa ăn cơm con. Đây là con em luôn hả? Dạ. Em đã tìm vợ đâu rồi mà em không tìm được? Vợ đi 10 ngày nữa rồi. Dạ. Em có biết tại sao mà vợ lại bỏ đi không? Em cũng biết luôn. Em biết luôn hả? Dạ. Trường là hai vợ đi làm mới được trên này đi luôn, em cũng biết. Vợ đi nào rồi mình đi luôn. Dạ. Rồi đồng ngắm cái mấy cái những chuyện nữa ha. Rồi. Đường quá đủ. Mày chưa ăn cơm luôn hả? Dạ. Bây giờ là 13 giờ chiều rồi, 1 giờ trưa rồi. Cái hình lên. Em cầm hình đâu, hình vợ đâu, hình con đâu? Bà có hình ở đâu mới cấm. Em có mấy tấm hình? Hai tấm. Hai tấm hình luôn hả? Cầm lên con chơi cao hai chú xem nào. Rồi. Đây là hai cái con em hả? Dạ, hai cái con. Một bé gái cho chú hỏi là con họ tên là gì? Hả? Bỏ con trang đây chứ. Chú nói chuyện nào? Nó lớn lên. Nguyễn Thị Như Quỳnh nha. À họ Đinh, Đinh Thị Như Quỳnh. Con mấy tuổi rồi? 11 tuổi. Ồ. Trời ơi. Vậy hôm nay về đây tìm mẹ đúng không? Đó, chú nói chuyện với con xuống ha. Trời ơi, lương không một gì. Con còn học không con? Dạ còn. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 5. Lớp 5 học giỏi không? Bình thường. Bình thường hôm nay sao không đi học? Nay chủ nhật không học đúng không? Hôm nay đi mấy ba mẹ em về đây tìm kiếm mẹ đúng không? Con đi có mệt không? Dạ. Mệt ha. Con có thương mẹ không? Có. Con ăn cơm chưa? Chưa. Chưa ăn luôn, trời ơi, chưa ăn cơm luôn cô chú anh chị. Chưa ăn cơm luôn. Thế đêm qua con ngủ ở đâu? Ngủ ở đường à? Trời ơi, đêm qua ngủ ở đường, mấy cha con vừa đi vừa ngủ luôn cô chú anh chị. Thương quá trời thương luôn. Mẹ con tên là gì? Mẹ con tên Nguyễn Thị Linh. Nguyễn Thị Linh ha. Mẹ con nhiêu tuổi rồi? 28 tuổi. Mẹ 28 tuổi. Mẹ con đi lâu chưa? Đi 10 ngày. Đi 10 ngày. Con có biết mẹ con đi đâu không? Không biết luôn hả? Vậy con đã kiếm mẹ ở đâu rồi? Con kiếm mẹ trong công ty. Kiếm mẹ trong công ty, con vô công ty kiếm mà không thấy luôn. Mẹ đi trước khi đi có dặn là con ở nhà con dám học giỏi không? Không dặn gì luôn hả? Mẹ đi bằng xe gì? Xe màu đen. Xe màu đen, xe nhà mình ha. Mẹ đi có cầm điện thoại, có cầm tiền đi không con? Có. Cầm nhiều không? Có. Không biết là có cầm đi ha. Thế bao nhiêu thời gian này con chưa gặp mẹ? 10 ngày. 10 ngày chưa gặp mẹ ha. Mùng 9 Tết tới giờ có gặp con. Từ mùng 9 Tết phải không? Đến giờ phút này không gặp mẹ. Tết rồi mẹ có ăn Tết ở nhà không con? Có. Mẹ có mua gì cho con ăn không? Có. Mọi mua gì nói chú nghe nào. Mua đồ ăn. Ngon không? Ngon. Con không mong muốn mẹ về để ở với con không? Có. Thế hàng ngày giờ con đi học là ai chở con đi học đây? Con tự đi. Con tự đi luôn, xa không con? Dạ. Xa không? Cũng dạ. Còn mệt không? Dạ. Thế các bạn của con bây giờ có biết là mẹ con đi không? Dạ. Không ai biết luôn hả? Bên ngoại nhà con có biết mẹ bỏ đi không? Dạ có. Bà ngoại với các cậu, các cô biết không? Có. Mọi người nói làm sao? Nói là đi kiếm đi. Nó đi kiếm đi hả? Dạ. Nó đi kiếm đi mà con kiếm từ Tết giờ phải không? Mẹ hàng ngày giờ có điện thoại cho con là mẹ báo mẹ đang ở đâu không? Không luôn. Trời ơi. Thương quá. Con 10 tuổi đúng không?
10 tuổi học lớp 5 rồi đó. Câu chuyện này phải nói là rất thương luôn. Trong thời gian vừa qua với rất nhiều các anh trai đưa các con về đây để cầu cứu, nhờ các anh em đội dẹp xuyên cái này Bình Dương để đăng tin để tìm mẹ. Đặc biệt là một số các chị em gái là bỏ theo nhân tình. Đây câu chuyện này có thể là một người mẹ rất trẻ. Người mẹ năm nay có 28 tuổi rồi. Thì có thể là chắc có lẽ là đi theo mình người đàn ông khác rồi. Rồi, chú cảm ơn con nhé. Rồi, con trai cho chú hỏi con tên là gì? Con tên gì con? Con tên gì nào nói để chú nghe nào. Con bò. Con bò, con mấy tuổi rồi con? Con 5 tuổi. 5 tuổi ha. Con đi con có nhớ mẹ không? Nhớ nhiều không? Ừ. Thế con ăn cơm chưa? Chưa luôn, con có đói không? Đói lắm hả? Bây giờ con muốn ăn gì chú mua cho? Muốn ăn gì nào con? Không ăn gì hết trơn ha. Con đi con có mệt không? Con đi này con có mệt không? Thương mẹ không? Thương nhiều không? Con nói làm sao để cho mẹ về đấy con? Mẹ về mấy con? Con thương mẹ, con nhớ mẹ, con yêu mẹ. Mẹ đừng bỏ con. Nói đi. Con nhớ mẹ, thương mẹ. Nhớ mẹ không? Nói đi cho mẹ về. Nhiều không? Con nói đi, nói lớn cho mẹ về. Mẹ có tên là gì? Ồ, mẹ là Nguyễn Thị Linh nhá. Mẹ con mấy tuổi rồi? Không biết mấy tuổi luôn. Con đi học chưa? Học lớp mấy? Học cô giáo hả? Ngoan không? Chú tìm mẹ cho con nhé. Con uống nước không? Chú gọi nước cho con uống nha. Con uống nước gì? Uống nước gì ngon? Uống mấy nước gì để nói chuyện cho nó ngon. Thương ngon này. Con nhớ mẹ nhiều không? Nhiều lắm mà. Mẹ con biết mẹ đi đâu không? Không biết mẹ đi đâu hết trơn ha. Đây là ai? Chị Hai hả? Chị Hai con đúng không? Con được mấy chị em? Hai chị em hả? Đây nữa là chị, nữa là Hai. Đúng không? Ồ, thương không này. Khóc luôn hai chị em, khóc luôn. Mẹ lại bỏ đi theo mấy người đàn ông khác rồi. Hiện đây trong tấm hình này thì đằng sau là có một người đàn ông đúng không? Rồi cho anh hỏi này nhé. Em là nguyên quán gốc là An Giang đúng không? Dạ, em gốc An Giang. Rồi gốc An Giang. Em ngày xưa em lấy vợ thì em có đăng ký kết hôn đâu? Dạ có. Đăng ký kết hôn lâu chưa em? Dạ, năm nay đăng ký kết hôn lúc bé này là nó mới 4 tuổi đăng ký kết hôn tới giờ. 4 tuổi? Dạ. Em có đem giấy kết hôn. Vậy là có giấy kết hôn đúng không? Dạ. Bởi vì tránh tình trạng là nhiều khi là không đăng ký kết hôn là về đây anh em không giúp đâu. Dạ có đầy đủ hết. Vậy là có ha. Dạ. Vợ em đi lâu chưa? Dạ em đi hôm mùng 9 Tết. Rồi 9 Tết. Là mất liên lạc là bữa thứ 7 tuần trước, là cách đây 10 ngày. Vậy hả? Dạ. Cách đây 10 ngày rồi. Em có biết tại sao mà vợ em bỏ đi không? Dạ em cũng biết lý do tại sao đi. Không biết. Em có quánh vợ khi nào không? Dạ không, hồi đó giờ mười mấy năm, 14 năm chưa quánh vợ cái nào. 14 năm chưa quánh vợ cái nào. Dạ. Hiện em đang làm công việc gì? Em á, lúc trước cũng làm trên này, bây giờ qua Tết không ai giữ hai con mà đi về quê đang màng đang nuôi con ở nhà, còn vợ thì vẫn tiếp tục lên đây làm. Hôm trong Tết lên làm được 24 ngày, về qua Tết đi làm được từ mùng 9 Tết tới là cách đây 10 bữa là mất liên lạc luôn. Ồ, mùng 9 Tết bây giờ phút này mất liên lạc luôn. Dạ. Em biết là tại sao? Dạ, em cũng biết lý do tại sao. Như thường ngày cách đi hai tuần thì vợ hứa là tới đám giỗ đi về chung với nhỏ cháu về đám giỗ chứ về thăm con luôn, còn bây giờ là không có về là mất liên lạc luôn. Vợ không báo tin là đi với ai không? Dạ không luôn. Tầm ngay vậy nè. Anh thấy trong hình của em này kia thì hình như có một người đàn ông này, như bồ vợ em đúng không? Em cũng biết xác định là hạ xuống mà chắc vợ em đăng lên có thể là bồ của anh. Có thể là bồ không? Rồi chụp hình nhỏ ôm hôn thắm thiết mà đúng không? Vợ em mới gửi cái hình đó là ngày hôm qua. Ồ, đâu em mở hình như thế nào? Mở hình cái hình của nó anh xem đúng vợ em không? Con mở rồi, ba con biết xin cho. Trời ơi. Ê, vợ em có xài điện thoại không? Dạ có, em mua cái vợ em cái điện thoại. Em mới mua điện thoại luôn cho vợ? Dạ, mua cách đây mấy tháng. Trời ơi, em mua điện thoại cho vợ đi
gì? Đúng á. Hả? Điện thoại khi vô cái gì? Đi vô, chết rồi, ôi cờ, tôi đã học rồi. Bởi mày đi theo chụp hình nếu ôm người đàn ông khác rồi. Đây là người đàn ông khác đây cô chú chị. Này học rồi. Này, đây là người đàn ông, vợ sinh nhật này, vợ năm 28 tuổi. Vợ đi theo người đàn ông khác chụp hình này, tình cảm lắm. Này em nuôi, này em nuôi, anh nuôi đây. Anh nuôi hả? À, nuôi. Đấy, em nuôi, anh nuôi. Đấy. Có nghĩa là bây giờ hiện nay là trước thời điểm vợ em bỏ đi mất tích đúng không? Dạ. Là hai vợ chồng em là mỗi người một nơi. Dạ, mỗi người một nơi. Em sống với các con ở quê, ở An Giang hay đâu? Ở quê ở Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp à? Sống bên vợ. Sống bên vợ. Dạ. Bên gia đình nhà vợ. Dạ. Thế còn vợ em làm ở đâu? Dạ em làm ở chỗ tức chỗ Long An. Vợ em nào Long An. Dạ. Thường thường là theo quy trình là hai vợ chồng em và các con em bao nhiêu ngày gặp nhau một lần? Thường thường là cách một tuần hoặc là hai tuần là gặp nhau một lần, mà cách đây là ba tuần từ Tết giờ là vợ chồng không gặp luôn. Ồ, từ Tết là không gặp luôn. Dạ, vợ em đi cách đây 10 bữa. Tiền bạc kinh tế ở gia đình ai là người nắm giữ? Vợ em không ạ. Tại vì thằng em làm. Dạ, vợ em đi không là không có tiền lên trên đây chi tiền thai này kia là chi tiền ăn kia cũng vậy. Mượn dưới quê đang gửi cho vợ. Em làm công việc có tốt không? Thường lương tiền nhiều không? Dạ, em làm thì tự do đó, mỗi bữa cũng 300, cũng 500. Thì nuôi hai con với chồng hủi, nhà nợ rồi chứ. Nợ gì? Nợ với chồng hủi, chồng ta rồi kia đó. Em vay hủi chơi hủi đúng không? Dạ. Rút được người chơi mấy chơi? Nhiều gọi, lúc đạt mà chết hết trơn. Ồ, vậy là em chơi hủi cho vợ rút. Mà vợ rút chân nào là mất chân đấy? Dạ, mất hết trơn. Trời ơi, em có biết tại sao vợ thì làm ăn gì vậy không? Tại sao? Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em chung rồi. 38, vợ 28. Dạ. Hai vợ chồng chơi nhau 10 tuổi đúng không? Dạ. Vợ em nhỏ hơn em 10 tuổi. Dạ. Con của em là 10 tuổi. À, con em 10 tuổi đúng không? Con gái 10 tuổi. Gái 11 tuổi. À, gái 11 tuổi. Dạ. Ừ. Vợ 28, để chồng trẻ ảm sớm ha. Dạ, để chồng sớm. Hồi đó hai người thương nhau á, anh cực khổ lắm mới được về giờ. Ồ, và thương nhau lắm đúng không? Yêu nhau lâu không em? Đã cách yêu thương nhau cách cũng 2-3 năm gì là mới lúc đó là mới dẫn đi. À, cũng khổ chứ bên vợ không chấp nhận đâu, sau này cái bên vợ hiểu ra được chấp nhận được. Sau này bên vợ hiểu được gia đình em rất thương vợ đúng không? Dạ. Mới chấp nhận đúng không? Chấp nhận em rồi giờ vợ chồng đi sống tới con 10 mấy tuổi rồi vợ em đi. Em sống với gia đình vợ đối xử em tốt không? Em sống với gia đình vợ mà chấp nhà riêng. À, nhưng mà ở gần như gia đình vợ đối xử em tốt dạ, không? Dạ tốt lắm anh. Hiện nay gia đình vợ em có biết là vợ em bỏ đi với người đàn ông khác không? Dạ. Cài là chưa biết có làm không, em gửi cái hình này mới chụp này là em gửi lại, em gửi hôm qua em gửi về trước là mới biết. Ờ, mới biết mọi người có đáng mà bằng gửi đâu không ai điện em cái gì rồi ông tịch mình, nhưng bây giờ mọi người cũng điện ra đúng không? Coi là biết rồi đúng không? Dạ, coi như là biết rồi đó mà. Coi là thông tin bây giờ đến giờ phút này là cái con đường mà tìm vợ của em là sẽ đi vào ngõ cụt rồi. Dạ. Bởi vì không phải vợ em được tự dưng mà bỏ các con em nhìn hai đứa bé nhìn rất đẹp, rất xinh, rất trong một khôn ngoan đúng không? Nhưng bây giờ vợ bỏ đi này thì đi tìm này, nếu mà đi đi mà bình thường khác thì các anh em giúp dễ, nhưng mà đi theo người đàn ông là các anh tìm khó lắm. Yeah. Đồng ý là các anh cố gắng giúp em, bởi vì cái quãng đường em vượt xa là mấy trăm km để về đây gặp các anh em của hiệp sĩ Hành Dương. Yeah. Các anh em tìm gắn bó kết nối với rất nhiều các cặp vợ chồng, các con, cha mẹ, vợ chồng, phu mọc quay trở về với nhau là rất nhiều rồi. Anh cũng hy vọng video này đăng tải nên được sự giúp đỡ của các cô chú anh chị trên tất cả các trang mạng xã hội. Nếu phát hiện được cái thông tin hoặc biết được hình ảnh nhận dạng của vợ em đang ở đâu thì liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Ngân Hàng Dương theo số điện thoại 0913 78 5858 anh nhé. Các anh em cố gắng giúp em bằng mọi tình huống nhất có thể. Còn nếu là vợ em gọi điện thoại lại mà vợ em không về thì em tính sao? Em đồng ý, em đồng suy nghĩ là nếu vợ không quay về mà vợ chấp nhận bỏ hai đứa con để đi theo người đâu đó. Em không tin là vợ em bỏ hai đứa con đành đạn như vậy. Em không tin đúng không? Yeah. Nhưng có thể điều đó sẽ thành sự thật. Yeah. Và đó là câu chuyện là đó là thực tế rất nhiều các chị em phụ nữ bỏ năm người con 3, 4, 2 rất nhiều, bỏ chồng bỏ con đi theo người đàn ông khác sống trong những cái căn phòng trọ không có cái đồ gì rất sơ sài, mà ở nhà cuộc sống rất sung túc, chồng rất yêu thương, nhưng mà đi sống với những người ta một cái cuộc tình gọi là trong bánh, một cuộc tình không có gì cả, nhưng vẫn yêu, vẫn phát hiện được tôi yêu. Hiện nay là câu chuyện đó có thật. Câu chuyện đó trong thời gian vừa rồi đăng tải trên mạng tất cả trang mạng xã hội rất nhiều, là một người bỏ chồng, một người bỏ vợ,
sống chung với nhau, hai người bây giờ lắp nhau đi khắp nơi tung hoành, tay thì tay gậy để đi ăn mày kiếm ăn, nhưng vẫn chấp nhận từ bỏ con, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ gia đình. Câu chuyện này rất thực tế. Em xem cái video rồi thì chính là như mình đăng lên cách mấy tháng sẽ thấy câu chuyện đó là có thật nhá. Nên vì vậy anh không có mong muốn cái cuộc tìm kiếm là không tìm được vợ em đấy, nhưng mà mình phải loại trừ tất cả các tình huống có thể xảy ra. Đồng ý là vợ, đồng ý là em bây giờ các con em một mực là tìm vợ để quay trở về. Yeah. Nhưng nếu mà vợ em không quay trở về thì mình sẽ có hướng nhá. Yeah, em cũng mong như vợ em với anh tìm kiếm được vợ em quay trở về. Sống với con với chồng. Nếu như hôm nay video này đăng tải lên tất cả trang mạng xã hội mà nếu vợ em điện thoại là nói là bây giờ vợ em có một mối tình mới rồi, có hạnh phúc riêng rồi, và em chấp nhận từ bỏ con và từ bỏ chồng và từ bỏ gia đình, thì đến lúc bây giờ thì em có đành lòng cam chịu không? Giờ vợ em nó điện lúc đó thì em phải đành lòng nó chứ làm sao? Chịu ha, cố gắng nuôi con nhé. Cố gắng nuôi con. Anh không muốn điều đó xảy ra đối với bất kể một trường hợp nào, nhưng cái điều đó không có thể là loại trừ, cái gì cũng có thể xảy ra hết. Nhá. Anh nhìn em rất hiền lành, chất thà, chất phác, hai đứa con này là rất xinh, khó tính. À, vợ thì nhìn rất trẻ đẹp, có thể là vợ đang xem nắng xem mưa một cái chàng trai nào đó. Cho anh hỏi thế này, vậy là trong thời gian vừa rồi em mua điện thoại cho vợ em là điện thoại gì mà bao nhiêu tiền? Rồi em mua giờ em gần 8 triệu. Gần 8 triệu luôn. Em mua ở đâu? Dạ em mua trang đấu qua cầu thầy cây. Mà kiếm nó kênh gì? Còn nhớ chỗ đây không? Thế giới di động á. Rồi. Dạ. Em còn nhớ không? Rồi. Bây giờ này, là trước đây vợ em có xài điện thoại không? Là trước tiên nó xài là hai chồng xài chung cái. Ồ, chung. Rồi hai chồng hoàng hai công ty ấy, rồi mới một người mua kia một cái là dễ liên lạc. Ồ, dễ liên lạc với cùng là vợ này liên lạc với người khác luôn, không liên lạc với chồng. Dễ liên lạc với người ta. Rồi, vợ liên lạc với người ta luôn. Câu chuyện đó là hiện nay anh em đổi diện sinh với thằng Dương ở đây ghi nhận là khoảng gần 20 trường hợp. Gần 20 ông chồng thương vợ, chiều vợ, cưng vợ, mua điện thoại cho vợ xài và vợ lên TikTok. Và rất nhiều người đã mắc vợ vì lý do cái điện thoại. Câu chuyện đó rất thực tế, đó là câu chuyện có thật 100%. Đấy, vì như vậy chính vì nên vậy có thể là các cánh đàn ông, các anh có thể là ngày mai mình thương vợ nhưng mình mua cho vợ thì mình xài vợ một cách quản lý, hoặc là mình có cách hướng dẫn giúp vợ minh mẫn và nhận biết sự việc là chuẩn bị lừa tình và chuẩn bị lừa tiền, tránh tình trạng không mua thì còn vợ mà mua là mất cả vợ đó, đúng không? Và em mua điện thoại cho vợ em làm bao nhiêu ngày em có tiền mua được điện thoại đó? Em hoàn lương gần 2 tháng. Gần 2 tháng mua được cho vợ điện thoại. Mà cũng còn mua xong là vợ lên đường đúng không? Mua xong là qua Tết được mấy tháng rồi vợ bỏ. Lên đường là mua luôn. Đi theo mối tình khác rồi. Yeah. Em có thể nhắc lại là vợ em họ tên đầy đủ là gì? Họ tên vợ em là Nguyễn Thị Linh. Sinh ngày tháng năm? Sinh ngày 20 tháng 5 năm 1998. 1998. Ồ, tuổi đời rất trẻ. Mà bây giờ bỏ đi mất tiêu từ Tết rồi, bỏ hai đứa con rồi. Em mong muốn nhất gì thì hôm nay thì em có lên tiếng thẳng thắn thì vợ là vợ em xem cái video này. Em mong muốn chuyện vợ em đi. Em mong muốn nhất là vợ em ấy. Em có lỗi gì vợ em về cho em biết, mình vợ chồng bây giờ nuôi con nuôi cái nuôi con. Vợ em á, con em bây giờ nó đang tuổi đi học, nhưng mà nó bạn bè nó biết nó khổ, nó không đi học với bạn bè nó được nữa. Bây giờ em thương vợ nhiều hay thương con nhiều? Dạ, vợ con đều thương như nhau hết. Thương giống nhau ha. Nhưng bây giờ vợ em rất là làm trước vợ em là có thể là thương con chỉ một phần nhỏ, nhưng mà anh nghĩ chắc chắn là không thương em, vì không thương chồng thì đi với người khác, còn nếu một người phụ nữ còn thương chồng thì không bao giờ đi với người đàn ông khác. Đấy là anh khẳng định em như vậy. Vợ em trước khi đi là đem theo những tài sản gì? Một chiếc xe RX. RX. Xe đó là biển số mấy em? Là 66B101004. Xe đó màu gì? Màu đỏ đen. Thế đó trước đây là thường xuyên là ai là người sử dụng mà đi ở khu vực nào? Thường xuyên là lúc trước hai vợ chồng đi sử dụng chung. Sau này mua chiếc xe quay chạy vòng vòng nhà và vợ em đó trước đó là đi làm. Đây có thể là cũng là một nguyên nhân. Cái nhất là em mua điện thoại cho vợ xài, vợ không tỉnh táo và đã bị quen trên mạng, trên internet, trên TikTok. Yeah. Mà vợ em đã đánh câu tính bả với những người khác. Cái điều thứ nhất, điều thứ hai là có thể nhiều nguyên nhân khác, hai vợ chồng năm trước hay rất thương nhau. Nhưng bây giờ mỗi người sống một nơi và là xa cách nào, em hiểu từ đó không? Yeah. À, có thể lâu lâu mới gặp nhau, nhưng mà khi những đối tượng xấu mà người ta tấn công một ngày có thể 5-7-10 lần, vợ em siêu lòng và ngã ngó là sẽ dính vào bẫy, những cái bẫy tình này có thể là rất khó ra.
em có điều nào em muốn chia sẻ thẳng thắn trong video này thì hy vọng là vợ em xem được, mà vợ em biết được là em và các con em từ miền Tây về đây một tỉnh rất xa, đi từ nửa đêm từ 1 giờ khuya qua để về đây gặp các anh em đội địa chính quyền Bình Dương để các anh em này tìm cách để giúp để vợ chồng em quay lại đoàn tụ với nhau. Nhưng quan trọng nhất là bây giờ em lên tiếng thì là vợ em biết là bây giờ gia đình rất thương, rất thương vợ và bỏ qua cho vợ, vợ hãy quay về đi, em lên tiếng cho vợ về. Giờ anh có lỗi làm gì em về tha thứ cho anh và sống để nuôi con. Bây giờ hai đứa con giờ phải tội nghiệp lắm, anh và con đi kiếm em 10 ngày nay rồi là không gặp em dữ lắm, con cũng muốn đi nào cũng hỏi mẹ chứ anh cũng buồn lắm. Có gì em quay về ở với anh với con để nuôi con đi em. Em nghe được lời em nói thì em mới quay về với anh với con đi, em có lỗi làm gì anh cũng bỏ qua hết. Anh không trách cứ em, có cứ tội tình gì hết. Nó không buồn. Chỉ em về với anh với con đó. Nó không buồn. Nó thương mẹ khóc luôn. Rồi khóc luôn. Khóc quay lại khóc luôn. Nó buồn. Con nhớ mẹ không con? Thương nhiều không? Nhiều. Thương quá trời thương. Nhỏ xíu mà 5 tuổi rồi. Bây giờ nhớ mẹ. Đi mẹ ba, đi mẹ ba. Bây giờ anh mới quay về. Anh chừng 10 nay. Thương quá trời luôn. Không hiểu tại sao mà vợ được. Đành nằm ngó đi. Ít ra trước khi đi thì báo tin là em đi làm đâu đó, hoặc em đi đâu đó một thời gian chẳng hạn. Thì bây giờ hoàn toàn không thông báo gì, một cái của nó vật. Biệt vật bạch vua âm tím luôn. Bây giờ nếu các anh em đây mà tìm được mà đúng vợ anh đang sống với người khác thì em có đồng đành lòng chấp nhận không? Mà vợ em á, mà nếu mà xác, nếu mà định tìm được mà vợ em mới bỏ em á, không sống được với em, không nuôi con được thì em vẫn nuôi con được. Mà em còn xin vợ em tha, em có lỗi gì vợ em nói em tha lỗi cho em về ngồi đặng ở nuôi con. Có nghĩa là em hiện nay biết là vợ đi ngoại tình nhưng vẫn một mực là vẫn đi tìm vợ, vẫn tìm vợ, dạ. Vẫn bỏ qua cho vợ, bỏ qua hết cho vợ, không bao giờ trách vợ với bất cứ cái gì hết. Hy vọng cái video này đăng tải lên thì các cô chú và anh chị ở tất cả trang mạng xã hội hãy chia sẻ mạnh mẽ này nhiều hơn nữa để giúp vợ của hiệp sinh viên Hải Bình Dương, mục đích chính là để tìm vợ, một người vợ rất trẻ cho em trai này cũng như là cho mẹ của hai bé này, rất tội em nhỏ cũng, xíu luôn. Em cũng nghe tin vòng vòng là vợ em đi đám giỗ đâu là quen với ai, người bạn đó là bên An Giang. Hy vọng là em gái này nếu xem được video này thì đứa con này, bé trai 5 tuổi mà đang rất thương nhớ mẹ, đang khóc rất tội. Hy vọng em hãy quay trở về đi, để con em còn rất nhỏ chưa hiểu biết gì cả. Bây giờ em bỏ đi một người mẹ, bỏ đi trong một thời gian rất dài, mình hãy suy nghĩ lại và thương con mình nhiều hơn. Tránh tình trạng ngày mai bây giờ em cũng con em sinh ra là một người đàn ông rất yêu được thật, trước đây yêu rất nhiều năm rồi. Bây giờ em đành lòng em chấp nhận em bỏ đi, bỏ chồng bỏ con, bây giờ em theo một mối tình khác trong quanh chỉ quen trên mạng trên internet. Có thể đó một nào đó một thanh niên đó nó sẽ lừa đảo vụ lũ em chỉ quen một vài con nó làm em ôm em to ra em lại ôm hận đến lúc bây giờ này. Và nên là em quay trở đi thì mắc lũ trở lại mắc sông, em trở về chắc chắn đến bây giờ không ai chấp nhận em nữa rồi. Thôi bây giờ thì chồng đang tha thứ thì em hãy quay trở về, đó là cái cơ hội cuối cùng dành cho em. Con gái con còn điều gì con muốn chia sẻ cho mẹ mẹ con không con? Nói đi, làm sao cho mẹ về? Nói đi con. Kêu đi, kêu mẹ về. Câu chuyện này dù rằng một người mẹ trẻ bỏ chỉ có hai người con, so với những các trường hợp khác là bỏ từ 4, 3 đến 5 trường người con. Nhưng đây có thể một cái câu chuyện có thể lấy được rất nhiều các nước mắt của các cộng đồng mạng trong thời gian vừa rồi. Cái câu chuyện này nó rất thương tâm, một bé trai, một bé gái, hai chị em nói chuyện là rất khôn khéo, rất tỉnh táo. Rất thương mẹ, nhớ mẹ, đi từ miền Tây về đây một tỉnh rất xa, đi từ 1 giờ đêm ngày hôm qua đến giờ phút này là 13, 14 giờ chiều rồi ngày hôm sau để gặp các anh em đội hiệp sĩ Bình Dương để mục đích chính là đăng tin tìm mẹ. Câu chuyện này thực sự rất thương. Một phần video cũng không có dài nhưng mà cái câu chuyện này đăng lên này thì chắc chắn là
chia sẻ lại với các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội đều hiểu được một cái nội dung cái câu chuyện một người cha rất ngoan người con đi từ An Giang miền Tây về đây để nhờ anh em nghệ sĩ Bình Dương để tìm mẹ. Hy vọng là video này đăng tải để các cô chú anh chị và tất cả trang mạng cố gắng chia sẻ nhiều để giúp các anh em đội nghệ sĩ Bình Dương một cái chứng nhận tìm mẹ cho các bé. Và đây cũng là một lời cảnh tỉnh với tất cả các anh cha sau này có thương vợ thì mua cho vợ xài, nhưng mà xài điện thoại thì mình hướng dẫn cho vợ tránh tình trạng vợ yêu đương trên mạng internet, vợ lại bỏ trốn chồng trốn con, thì theo những người tình mới sống ngay căn nhà trọ, thậm chí là công việc thì bấp bênh bỏ chồng bỏ con để lúc phút này thì các con phải đi bơ vơ đi tìm mẹ. Gia đình mình còn điều gì muốn chia sẻ không? Dạ không, bên đây giờ chỉ mong vợ em nghe được vợ em quay về với em rồi. Giờ chỉ con đi con lớn cho thành người. Rồi, cuối video này anh xin phép được thay mặt đội nghệ sĩ Người Này Bình Dương, anh cầu chúc cho em cũng như toàn thể các con em cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng một vài ngày tới cái video này đăng tải thì các cô chú anh chị sẽ báo tin cho vợ anh đang ở đâu, thì các anh đến đấy để giúp vợ anh quay trở về cùng với gia đình các con em nhé. Cảm ơn các anh nhiều. Rồi, xin chào cô chú anh chị và bạn. Hẹn cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo.